Hello, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu Bang Arizona của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái hướng cái video khá là vui, là mình sẽ cho quý vị khán giả và các bạn đang xem cái channel của mình có một cái góc nhìn khác nhau về cái cuộc sống. Cái góc nhìn mình sẽ, thay vì hồi xưa mình cầm mình quay tay, bây giờ mình sẽ gắn lên cái chiếc xe đạp của mình và mình chạy vòng trong cái khu phố xung quanh gần nhà mình để mình quay lại ha. Xe thì giờ mình đi tấp lên bờ lề mình đi ha. Đó, tiện thể đây sẽ quay cái khung quanh cái khu vực này cho mọi người xem luôn ha. Đó, nó tự nhiên nó sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về cái cảnh quan xung quanh chỗ mình ha. Khá là hay, mình cũng có mới ý tưởng này. Mình gắn cái GoPro lên chiếc xe đạp của mình và mình chạy thôi. Mình chạy vòng khu phố thôi. Đó, đây là hướng ngược nắng rồi. Hôm qua thì chạy cũng có quay video nhưng mà mình cái chỉnh cái góc nhìn của mình nó mình chỉnh nó hơi bị lệch, cho nên hôm nay mình sẽ quay lại. Mình gắn lên trên đầu của mình, gắn lên cái mũ của mình chạy, nhưng mà thấy nó không ổn cho nên mình sẽ gắn lại trên cái yên xe, trên cái vỏ phía trước xe mình, nên mình chạy thôi. Cũng may cái là GoPro nó chống rung tốt, cho nên mình chạy trên cái đường là nó nhúng cũng không thấy, là cũng ok. Đó, chạy vòng mấy khu này để mình quay lại cảnh đẹp cho mọi người thêm tham quan ở những cái khu xung quanh nhà mình, cảnh quan cảnh đẹp ở khu mình đây hả. Nói chung là ở chỗ nào nó cũng có một cái cảnh đẹp riêng, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi dạo và mình quay thử trong cái khu nhà mới. Mình lấy cái này mình chạy, mình quay khu nhà mới đã lắm. Dạ, mấy apartment, mấy cái khu nhà mới mình chạy. Bạn biết mùa này Arizona nó hoa nhiều lắm, hoa tưng bừng hoa lá luôn á, chỗ nào cũng thấy hoa. Rồi, đèn đỏ xanh rồi mình phải dừng lại thôi. Bên đây thì mỗi cái ngã tư mà có đèn xanh á thì nó có cái nút bấm để người đi bộ qua ha, và người đi bộ qua thì nó sẽ kêu tít 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 để người, ví dụ những người họ bị mù quá thì họ nghe ha. Rồi, chuẩn bị chỉnh màu rồi, mình sẽ chuẩn bị mình đi qua. Rồi, đèn xanh. Nói chạy cũng phải để ý mấy xe ha. Rồi lúc xe nó, mình qua đường mặc dù là đèn xanh á, nhưng mà đôi lúc cái chuyện bất ngờ xảy đến mình cũng đâu có rõ đâu, mình cũng không có biết được. Cho nên mình khi mình qua mấy ngã tư phải làm ơn nhìn hai đèn, mặc dù đèn xanh á, nhưng mà mình phải nhìn hai bên á. Cái đường nào cái đường mà đang đèn đỏ đó bạn hãy nhìn nha. Tại vì có những người họ chạy họ bị mất thắng, họ không để ý đèn, họ chạy luôn là họ ủi mình, cho nên mình phải cẩn thận. Ồ, chim hót quá trời luôn. Đây là cái công viên ha. Công viên thì chiều thì có mấy anh Mỹ á, anh ha chơi đá bóng sẽ tới đây để mình dạo một vòng cái công viên này đi ha. Mình phải tăng tốc lên. Đó, dưới công viên á này có chó, người ta dẫn ra đi chơi cũng được. Công viên này để mình chạy xuống nè. Mình chiều ra đây nghe tiếng chim hót cũng đã lắm, vui lắm. Mình làm một vòng nè, đã. Đang chạy có con gì bay vô miệng. Nên ai mà chơi đá banh đồ là tới chỗ đây là rộng thênh thang. Sẽ chiều nữa khoảng 6 rưỡi á là bắt đầu mấy anh mễ gần khu vực này nè.
tập trung nhiều lắm, mình chơi đá banh, soccer. Mình sẽ lựa một dòng ha. Đó. Chim chóc chỗ đây nhiều lắm. Có chó đồ dẫn đi xuống chơi, thả nó chạy cũng vui lắm. Chó bên đây nó thân thiện lắm nha, không phải như chó Việt Nam mình. Ui, mát quá ha. Đánh một vòng. Mát, trời mát. Mùa hè rồi cho nên các bạn biết là mình buổi sáng thì mình không thể nào mình chạy được, tại vì xe nhiều lắm. Buổi trưa thì nó nóng, chỉ có mùa hè rồi nó nóng lắm. Và chỉ có xế chiều thôi, xế chiều bắt đầu nó mát lại mình mới đi thôi. Đó, mình đánh một vòng rồi giờ thôi mình quay lên ha. Lên dốc là mình chơi số ấy, chứ muốn đạp lên nổi, chứ không là đạp không nổi. Còn một nấc nữa, có xe đạp đây mình leo núi rồi được. Tiếp tục hành trình ha. Phía dưới đường thì có cái đường dành cho xe đạp chạy, nhưng mà mình không có chạy dưới đó. Tại vì nói rồi, nãy mình có nói rồi, mình chạy dưới xe chạy gần những cái xe lớn á, mình đâu biết được là đôi lúc người ta nó bị chập chừng nó ủi mình sao. Cứ chạy trên đường này cho chắc ăn ngay. Ồ, đạp chút mệt ha. Phía trước mình là đường ray ha. Bây giờ trong khu này là nó có cái để mình chạy tới apartment, nó có cái hồ đẹp lắm. Mình sẽ chạy tới cho mọi người xem cái hồ ở đó đẹp lắm. Mình dạo một vòng cái hồ đó luôn. Ủa, nóng quá. Cũng may mới mua cái mũ. Giờ này thấy mọi người thấy không, xe nó chạy nhiều lắm. Giờ tan tầm á, thứ hai nữa người ta giờ họ về họ chạy nhiều, xe nhiều ghê lắm. Mọi người đi trên này á, thấy mấy cái bãi cỏ đã không, xanh lè. Thế mà bạn thấy cỏ mà màu xanh á, nhìn con mắt mình nó rất là thoải mái, đã lắm. Mà còn không có cỏ nhìn kỳ lắm, trơ trọi. Đó, người ta đang tưới kìa, tưới không, nó tưới hoa đó. Giờ mình sẽ xuống đây, mình qua bên này. Ở trong này là khu apartment nè, phía bên tay trái này apartment nè.
thấp mình này rộng lắm. Nói giờ thích mình vô hoặc mình thì cũng được thôi, nhưng mà vô mình vô làm gì trong đó đâu, tại vì mình đâu có biết gì trong đó đâu, mình vô chạy lạng quạng security nó gọi mình vô rồi mình không ở đó mới công phiền hà. Đây cái hồ nước nè mọi người, cái hồ này nè, đó đó đó, thấy không, đã chưa. Đó, trước mặt mọi người là cái hồ nước á, cái hồ trong apartment ở xung quanh đó. Còn phía bên hông đây là mấy cái quán cà phê, bữa nào mình chiều á là Mỹ à. Này có con diệp kìa, đó con diệp kìa, thấy không, con cò đó, con cò diệp á hay con gì nó bói cá, nó canh cá nó bắt á đó. Đó phía bên này nè có mấy con vịt. Đó, phía bên kia nữa kìa. Rồi cái khu này thì nó đi vòng từ đó cái quán ăn kìa, quán cà phê hay quán ăn gì đó, bắt đầu nó sẽ đi hàng quán, mấy người ngồi đó họ ngắm hồ nước, nó đi qua bên đây luôn này, đó đi qua đây luôn, quá trời luôn, ha. Đó vậy đó, bây giờ để mình quằn lên cái vòng lại ha. Mình lên mình sẽ bọc qua bên kia. Mình chạy lại cho nó. Anh chó thì mình bên đây mình thích nuôi chó lắm, nhưng mà nhà mình có gì ở ngoài cho nên cũng hơi khó. Nuôi chó thì mình phải thích thật á, thích vui, chó nó về cũng vui, nhưng mà cực quá. And đù. Mình định hôm nay là đi kiếm cái scooter để mình chạy, nhưng mà nó xa cái khu nhà mình quá, mình chạy thử rồi review cho mọi người xem cái scooter nó như thế nào. Đó, cũng có người chạy xe đạp kìa. Ý. Bên Mỹ là người ta thích tập thể dục lắm. Đây sẽ xuống cái hồ ha. Đó như mọi người thấy ha, cái hồ này sẽ nhìn từ phía đây này, họ sẽ chạy qua bên đây luôn, đó đi qua đó luôn, qua bên kia luôn đó. Vậy đó, giống vậy đó. Mát quá ha. Đang mát ở đây. Tại vì phía trong này là mình không có được phép chạy vô. Cái này là thuộc của apartment đó, no trespassing đó, là không cho mình chạy vô, chỉ có người ở trong đây họ mới đi vô thôi. Mình chỉ đậu ở ngoài đây thôi chứ mình không có đi vô. Những người mình sinh sống ở apartment này thì họ có thể đi vô cái bờ hồ này.
No trespassing. Ủa cái bảng nó tháo mất rồi ta. Không có thì mình chạy tiếp. Không, nó không cho bảng. Không cho bảng thì mình chạy vô mà điều. Có điều thì mình thôi cứ chạy đi ha. Nó nãy bữa mới bữa trước thì mình thấy nó không có có bảng, nhưng bữa nay nó không có cái bảng để cấm vô thì mình cứ chạy đi. Chù đây nó dơ. Mát quá. Gần mấy bờ hồ đây người ta để cái ghế ngồi ngắm cảnh. Có hồ bơi bên cạnh. Nếu như mà người ta để cái bảng no trespassing gì đó thì mình không được phép chạy vô. Cái view ở đây khá là đẹp. Sorry mọi người, nhang đang chạy ở trong này cho nên mình không có được nói lớn. Nếu như mà họ để cái bảng no trespassing á là mình không được phép mình chạy vô, mà tại vì mình ở đầu kia mình không có thấy cái bảng đó cho nên mình chạy vô mình quay ha. Cái view ở đây khá là đẹp, nhất là ở trên ban công. Những người ở trên lầu nhìn xuống đẹp lắm. Ra thì chạy cũng không ai nói gì đâu, nhưng mà mình đúng lực thôi. Đó, bây giờ là đánh một vòng rồi đó.